Oh, xin chào tất cả mọi người, ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Super Hot. Đi hôm trước thì mình đã may thế. Đạn của shotgun luôn. Chết à? Ui, nhiều thế. Ui, sao mình ngu thế nhỉ? Còn đấy để đi vào đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa, bình tĩnh. Súng 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 em ơi, súng em ơi. Ôi trời ơi. Rồi.
thế nào? Đau đầu ấy. Chúng mày lắm rồi đấy. Rồi, góc hẹp rồi, nhảy lên. Rồi. Thế nhờ. Ôi trời, tôi đã làm gì? Qua được đoạn này nên là chẳng nhớ lời, bây giờ mình chắc bắt đầu rồi anh ấy quay trở lại, không sợ thằng nào hết, nó ra bắn phát chứ. Rồi, hay thế nhỉ. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Cuối cùng. Xong rồi.
Rồi. Sao toàn kiểu ma ASCII nhỉ? Rồi bây giờ sao? Rồi. Mày. Stewart. Đây là cái nhà tù. Yep, bắt đầu cái nhà tù. Nên mình nhớ là nhà tù nó có một cái đệm ở đây này để mình nằm. Nhưng mà mình không nằm, bởi vì game này không có nút nằm. Something holding you back. Gì nó mới giữ mày lại. You must set yourself free. Mày phải tự làm mày cho mày tự do. Oh. Ok. Kiểu đồ họa pixel nhỉ. Trông khá là dị dị. Khá khó nhìn. Đau mắt. Mấy em này đồ họa trông rất là xấu chứ lại gameplay rất hay đấy. My subway now my my body is holding me back. Não mày là phần mềm từ đó. Set you my free. Đây là cái chỗ của mình thì phải đây. Đây là cái chỗ của mình. Nhưng mà chính ngồi đây đang chơi đến nhà mà chính đây là mình đây thì các bạn thấy mình đang dùng Oculus mà mình thực sự mình không hiểu cái phòng này cái phòng gì. Tung não mình à, nên mình bắn này không biết mình ngoài đời muốn chết không nhỉ. Thử thì biết. Oculus. Super hot. Hot. Super hot. Super hot. And over. Super control. Hot. Super hot. And... How now? Phải lấy game hả? Ok. Các bạn thấy đây là trải nghiệm này thắng rồi như thế nào? Giải thích cái chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm like, share cho tất cả mọi người. Ok. Opuszczamy cztery, to jest świat. Oto światła, które dają znak. Oto sygnał, abym zwał. Oto sygnał, abym jadł. Oto sygnał, bym się śmiał. Oto sygnał, abym czekał, czekał, czekał. Yeah.
Im postawię krok, notuję znak. Im pokocham, muszę przyjąć zrak. Im zabiję, otrzymuję znak. Przepawłowa uczą się. Przepawłowa nauczyły się. Oto sygnał, oto odruch, płacz. Oto sygnał, a nam czekał, czekał. Kolejny znak.